Và phía ngay bên trái á, thì chúng ta cũng thấy được là có một cái bài Hịch Tướng Sĩ rất là nổi tiếng ạ. Và trong cái bài Hịch Tướng Sĩ này của Trần Hưng Đạo thì được viết vào cuối thế kỷ 13, trước cái cuộc kháng chiến chống giặc Mông Nguyên lần thứ hai của quân dân Đại Việt. Quý anh chị và các bạn, những ai mà không có Sài Gòn mà có dịp mà bước chân tới Sài Gòn thì hãy ghé ghé tại nơi này để thắp nhang cho Đức Thánh Trần Hưng Đạo, một người mà có công rất là lớn cho đất nước chúng ta. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Tất cả trong chúng ta thì không có ai là người không biết đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, hay được dân ta còn gọi là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thì ngày hôm nay em xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn đến một đền thờ tại Sài Gòn có thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Và em sẽ di chuyển trên con đường Võ Thị Sáu, và cái khu vực đền thờ thì nằm ngay trên đường Võ Thị Sáu. Một đoạn nữa thì cũng tới thôi. Thì đền thờ của Đức Thánh Trần thì ngụ tại quận 1, được xây dựng năm 1932, là một trong những điểm tín ngưỡng linh thiêng của thành phố. Và như chúng ta đã thấy thì bây giờ chúng ta đã tới đền thờ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Phía bên trên cổng thì chúng ta cũng thấy chính là chữ chữ Nho, với ý nghĩa là Hưng Đạo Đại Vương. Và bây giờ chúng ta cùng bước vô bên trong. Và ở ngay chính giữa trung tâm trong sân thì có một bức tượng của Hưng Đạo Đại Vương rất là uy nghi. Và ông đang chỉ tay xuống dưới với một ý nghĩa là nước nào, đất nước này là của chúng ta. Và phía ngay bên trái á, thì chúng ta cũng thấy được là có một cái bài Hịch Tướng Sĩ rất là nổi tiếng ạ. Và trong cái bài Hịch Tướng Sĩ này của Trần Hưng Đạo thì được viết vào cuối thế kỷ 13, trước cái cuộc kháng chiến chống giặc Mông Nguyên lần thứ hai của quân dân Đại Việt. Một ý nghĩa vô cùng là to lớn. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi tiếp xem. Ngay phía bên cạnh đây thì có một bàn thờ thần tài và thổ địa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến đến phía bên cạnh. Phía bên cạnh ở đây thì có một là có một cái phòng trưng bày những cổ vật của thời Trần. Tất cả mọi thứ ở đây thì cũng còn rất chi là mới. Hiện tại bây giờ em tới thì cửa cũng đã đóng rồi, nên là em cũng sẽ chưa có review được cho tất cả quý anh chị và các bạn xem được ở bên trong đấy. Khuôn viên ở bên trong phía đền thì như những nơi khác thì đều có một cái lư hương rất là to ở ngay trước đền. Ở bất kỳ nơi đâu thì cũng đều có. Và được cái là
trong khuôn viên này thì tất cả mọi thứ đều rất là mới. Dĩ nhiên thì là theo cái lối kiến trúc cổ từ ngày xưa, những đền thờ, lăng, miếu của Việt Nam của chúng ta thì đều thường là có cái kiến trúc như thế này. Và với ngôi đền 90 năm tuổi này rồi thì chúng ta đã thấy là có thể nói là mọi thứ vẫn còn đang rất là mới. 90 năm. Bên trong thì chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều đồ gỗ rất là đẹp ạ. Hai bên của bậc tam cấp thì đều có đều có tượng linh vật, chính là tượng ông hổ. Thì có thể nói là đấy là những linh vật khá là quen thuộc của Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta cùng bước chân đi vô bên trong để chiêm ngưỡng phía bên trong nhé. Và nếu như mà quý anh chị và các bạn, những ai mà không có Sài Gòn mà có dịp mà bước chân tới Sài Gòn thì hãy ghé tại nơi này để thắp nhang cho Đức Thánh Trần Hưng Đạo, một người mà có công rất là lớn cho đất nước chúng ta. Đền thờ thì xây ở cuối sân với cấu trúc theo hình chữ đinh, là một căn nhà 5 gian xây bằng gỗ và bê tông cốt thép. Bên trong đền thì có diện tích khoảng 200 m², có khu vực là tiền điện và hậu điện. Không gian thờ cúng được bày trí đẹp đẽ và trang nghiêm, với hương án, tàn lọng, đồ bát bửu, đôi hạc, hoành phi. Tất cả mọi thứ đều rất là đẹp ạ. Trong đền thì còn có những các cái tác phẩm được sơn son thêu vàng rất là mỹ thuật, như là bao lam, hoành phi, điện đối, ngựa trắng. Hai bên tiền điện thì có bàn thờ của các vị tướng lĩnh tài giỏi đời Trần, như là Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, Ít Kiêu, Giã Tượng. Chúng ta có thể thấy được là ở bên trong thì có thể nói là nhìn rất là mới, không có giống như là nhiều khu đền thờ khác. Có thể nói là lối kiến trúc thì theo cái lối cổ ngày xưa, nhưng mà mọi thứ thì vẫn còn mới. Sơn của ngôi đền cũng mới luôn. Bên trên kia chính là hoành phi, lư đồng. Nếu như mà có dịp thì tất cả quý vị và quý anh chị hãy tới nơi này thắp nhang cho Đức Thánh Trần nha. Đền thờ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì được xây dựng trong một khuôn viên rộng lớn của chùa Vạn An cũ. Đến năm 1957 thì đền được xây dựng quy mô lớn hơn, sau đó còn được tu bổ rất là nhiều lần. Lối vào của đền thì trên đường Võ Thị Sáu, gồm cổng chính ở giữa và hai cổng phụ hai bên. Cổng chính thì được thiết kế với mái ngói uốn cong, có trang trí hình rồng phụng. Trên chán cổng có nổi bật 4 chữ Hán cỡ lớn. Đó là Hưng Đạo Đại Vương. Và ngày nay thì
đã được tu bổ lại thì có cũng có chữ quốc ngữ ở ngay bên dưới nữa để cho chúng ta dễ dàng chúng ta biết được, những thế hệ đời sau dễ dàng biết được là bên trong nơi này là thờ ai. Địa chỉ của đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì ở số 36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận Nhất của Sài Gòn. Và đây là một ngôi đền thì có lịch sử ở Sài Gòn và được xem như là một trong những tín ngưỡng rất là thiêng liêng của thành phố. Và từ đây thì em cũng xin phép được dừng clip review tại đây. Kính mong quý anh chị yêu mến yêu thương thì hãy ủng hộ cho kênh nha, để em sẽ có nhiều động lực để review thêm nhiều cái nơi rất là linh thiêng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.